Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Thời sự của Vốt TV. Kính thưa quý khán thính giả, trong vụ việc bưu điện cầu voi, luật sư Phạm Công Út từng tuyên bố rằng luật sư đồng nghiệp của ông có biết một video clip mà nếu tung ra thì có thể cứu được một mạng sống, dĩ nhiên đó là của Hồ Duy Hải, nhưng lại giết chết nhiều người khác. Trong một bản tin trước, Vốt TV cũng đã cho biết ít nhất có một clip như thế, nhưng liệu đó có phải là clip mà luật sư Hồ Duy Hải nói tới hay không thì tôi không rõ, và liệu còn một clip nào khác để chứng minh thân thế của những người có liên quan hay không. Trước khi đi tới nhận định về thân thế của người tên là Nguyễn Văn Nghị hay Nguyễn Mi Son, chúng ta cùng đi tới chi tiết về camera an ninh ghi lại để nói về tình tiết gây cấn này. Cụ thể là theo bút lục 262 thì Công an Long An ngày 15 tháng 1 năm 2008 đã trích xuất camera của cây xăng cầu voi, ghi nhận anh Nguyễn Thanh Long bước vào khung hình là lúc 21:01. Tại thời điểm đó, Nguyễn Thị Thu Vân đang mua trái cây tại tiệm của anh cách cây xăng khoảng 50m. Cần phải lưu ý rằng, bút lục 262 và camera này đã không được lưu vào hồ sơ vụ án. Nhờ camera của cây xăng vào lúc 21:01 mà có thể suy đoán được nữ nạn nhân tên Vân sau lúc ấy mới đi mua trái cây và quay lại bưu điện cầu voi sau đó chừng từ 3 đến 5 phút. Như vậy thì thời gian gây án đã bị trễ đi ít nhất là nửa tiếng, và điểm mấu chốt này khiến cho bản chất của vụ án thay đổi hoàn toàn, không như 17 vị thẩm phán tối cao đã kết luận. Chỉ riêng ở chi tiết này thì thời gian mà cơ quan công an đã xác định là hoàn toàn sai, nếu như không muốn nói là trật lất, sai lệch tới tận 30 phút. Tiếc thay vì được clip này không hiểu vì sao mà nay không được công khai, và bút lục 262 bị vùi dưới một đống dữ liệu, bị quên lãng và dường như đã bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Chưa kể cũng cần phải nhắc lại rằng, trong hồ sơ bút lục này, việc những lời khai mà có lợi cho Hồ Duy Hải thường bị chỉnh sửa mà không có sự xác nhận của đương sự hoặc người làm chứng hay các luật sư. Vì sao clip của cây xăng cầu voi là quan trọng? Bởi vì theo kết luận của cơ quan điều tra và tòa án các cấp, thì thời gian xảy ra vụ án là tầm 20:30. Nhưng qua hình ảnh sống động từ clip này, thì anh Nguyễn Thanh Long mới đến làm việc lúc 21:01 và đúng cùng thời điểm ấy thì Vân đang mua trái cây. Cũng có nghĩa là những người như Nguyễn Văn Nghị hay Nguyễn Mi Son, những người đã có lời khai những chứng cứ ngoại phạm trong thời điểm và khung giờ này đã trở nên hoàn toàn vô dụng, vì vụ án có thể xảy ra sau thời điểm đó. Chỉ cần một phút thôi thì đã có thể nói là những chứng cứ ngoại phạm đã khác, nhưng ở đây chênh lệch tới 30 phút. Chính Viện Kiểm sát tối cao trong bản kháng nghị cũng phân vân về tình huống và cách xác định thời gian vụ án mà đội khám nghiệm hiện trường đã cố tình bỏ qua, không xác định thời điểm chết của nạn nhân, đó là một sai lầm vô cùng lớn. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã xác nhận và nhận định rằng án truy xét bắt buộc phải xác định giờ chết của nạn nhân. Tuy nhiên cho đến nay trải qua gần 13 năm chưa có một cơ quan nào xác định giờ chết của nạn nhân. Tất cả các bút lục đều bỏ trống giờ chết. Và vẫn khăng khăng quan điểm 20:30 Vân đi mua trái cây thì Hải ở nhà giết Nguyễn Thị Ánh Hồng. Lại thêm điều đáng tiếc là anh Nguyễn Thanh Long, chồng của chị bán trái cây, đã không thể tiếp tục lên tiếng nữa vì anh đã qua đời vào năm trước. Đây cũng là một điều hết sức trùng hợp trong các vụ án, nhất là liên quan tới vụ Hồ Duy Hải. Đến nay thì những mấu chốt của vụ án bưu điện cầu voi cũng đã dần hé lộ, mặc dù 12 năm trôi qua, tưởng chừng như mọi thứ đã bị xóa nhòa do dấu vết thời gian và do sự gây ra của con người. Phát hiện mới nhưng vẫn chờ những bút lục cũ mà không hiểu vì sao đã bị mất hay bị cố ý giấu đi khiến cho luật sư không thể tiếp cận. Thật may mắn cho Hồ Duy Hải, đó là đã có được một vị luật sư kiên trì đi tìm công lý, luật sư Trần Hồng Phong, đã tiếp cận được một số đầu mối, trong đó có thể nói là tiếp cận được người được coi là nhân chứng trong vụ án là Đinh Vũ Thường, để xác tín rằng Đinh Vũ Thường không hề nhận diện người thanh niên có trong bưu điện là Hồ Duy Hải, một sự thật trái ngược và rất đáng lòng. Khẳng định của cáo trạng là Đinh Vũ Thường đã thấy Hải trong bưu điện. Tuy nhiên, Đinh Vũ Thường đã xác nhận rằng không hề xác định đó là Hồ Duy Hải. Có một điều chúng ta có thể nói là cơ quan tòa án, cơ quan công an đã nhét miệng vào lời của Đinh Vũ Thường và cho rằng Đinh Vũ Thường đã nhận diện ra Hồ Duy Hải. Chúng ta cũng cần phải lưu ý được rằng Đinh Vũ Thường cũng không hề được gọi tới tòa án trong vai trò nhân chứng hay là người chứng kiến sự việc. Chỉ một chi tiết này thôi cũng đủ khiến cho cơ quan tố tụng phải bị khởi tố vì đã làm sai lệch hồ sơ vụ án. Chưa kể hàng loạt vật chứng quan trọng khác đều in dấu vết của hung thủ cũng biến mất, nhưng cả hệ thống tư pháp từ sơ thẩm cho đến cấp tối cao vẫn du di bỏ qua. Cụ thể như con dao cái thớt mua từ chợ về,
những dấu vết, những vết máu ngay tại hiện trường trên chiếc thớt và trên chiếc ghế thì không được khám nghiệm. Xa hơn nữa là những nhân chứng như Đinh Văn Còi, Lê Thanh Trí với lời khai nhận dạng một người thanh niên khác hẳn với Hồ Duy Hải, và những bút lục này đã bị biến mất. Luật sư không thể đọc được những lời khai ấy để bào chữa cho Hồ Duy Hải. Viện Kiểm sát Tối cao cũng không được đọc. Đó là lời khai của Đinh Văn Còi, bút lục 139, và của Lê Thanh Trí, bút lục 141. Mà theo nhà báo Lê Trung Bảo, là khi viết về người thanh niên trong thảm án thì anh nhận định rằng trong suốt hơn 10 năm theo đuổi vụ kiện bưu điện Cầu Voi để bảo vệ cho bị án Hồ Duy Hải, Tường đã đọc hết mọi hồ sơ vụ án, nhưng luật sư Trần Hồng Phong chưa bao giờ nghe đến cái tên Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí. Không có bất kỳ trang hồ sơ nào được nhắc đến về hai nhân vật này. Mà khi lần dở lại hồ sơ vụ án, hai cái tên này đột ngột xuất hiện một cách bí hiểm trong vai trò nhân chứng với lời khai về đêm xảy ra thảm án. Theo đó, cả hai đã nhìn thấy một thanh niên ngồi với hai nạn nhân trong bưu cục trong khoảng thời gian từ 19:40 đến 20:00. Quay trở lại với nhận định của nhà báo Trương Theo Hữu Danh, người thanh niên mà anh Còi và anh Thường hay anh Trí nhìn thấy đó là ai và xem dường như hoàn toàn khác Hồ Duy Hải. Vậy thực chất nó là Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Michon hay là kỹ sư tên Trung hay một người nào khác? Vì cả những bút lục quý giá này, theo nhà báo Trương Châu Hữu Danh, đều bị ai đó lấy ra khỏi hồ sơ điều tra. Và có người nói rằng điều tra viên Lê Thành Trung chính là nhân tố chính trong vụ sắp xếp này. Trộm nghĩ một mình Lê Thành Trung chắc chắn không dám làm điều kinh thiên động địa đó, vì chỉ cần bị phát hiện thì tất cả chỉ thành công cốc và bị trả giá rất đắt. Nói đến đây, hẳn quý vị, quý khán thính giả và độc giả hiểu rằng nhân vật mà cơ quan công an cố tình che giấu trong suốt 12 năm qua là thế lực lớn cỡ nào. Hơn 12 năm trước, Đinh Văn Còi là thiếu tá phòng cảnh sát cơ động bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc phòng BC22 công an tỉnh Long An. Đêm 13 tháng 1 năm 2008, Còi và Trí trước khi đến bưu cục Cầu Voi mua các điện thoại đã ăn cháo vịt tại Cầu Ván, tại một quán vịt ở đây, một địa điểm cách bưu cục khoảng 2,6 đến 2,8 km. Theo biên bản lời khai của anh Đinh Văn Còi thì cả hai rời quán cháo vịt lúc 19:30, cả hai đến bưu cục vào khoảng 19:40 bằng xe máy. Tại bưu cục, cả Trí và Còi đều khai là nhìn thấy một thanh niên ngồi bên cạnh nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hùng trên ghế salon sau quầy giao dịch. Nạn nhân Vân là người bán cạc điện thoại cho Còi và Trí. Mô tả với cơ quan điều tra, anh Lê Thanh Trí cho biết là có nhìn thấy một thanh niên tuổi từ 30 đến 33, tóc gọn, mặt tròn, mặc áo thun màu vàng sậm, ngắn tay. Nhân chứng Đinh Văn Còi cũng cho biết nhìn thấy một thanh niên khoảng từ 28 tới 30 tuổi, người hơi mập, nước da trắng, mặt tròn, tóc hơi rợn, mặc áo thun cổ màu vàng nhạt, ngắn tay. Vậy là từ lời khai của hai nhân chứng này có thể thấy những điểm tương đồng là thanh niên mặt tròn, tóc ngắn, mặc áo thun ngắn tay và có màu vàng. Thanh niên này xuất hiện ở bưu cục Cầu Voi trong khoảng thời gian được cho là hung thủ Hồ Duy Hải có mặt để gây án. Cả hai lời khai này đều được thực hiện vào ngày 15 tháng 1 năm 2008, chỉ 2 ngày sau khi thảm án xảy ra, khi đó chưa xác định được đối tượng là Hồ Duy Hải. Thế nhưng, cho đến khi vào cáo trạng số 97/QĐ-KSĐT ngày 1 tháng 10 năm 2008, thì Hồ Duy Hải bị buộc tội giết hai nạn nhân bởi lời khai của nhân chứng duy nhất là Đinh Vũ Thường. Bản cáo trạng viết rằng, nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy Hồ Duy Hải ngồi trong ghế tại bưu điện lúc 19:39. Thậm chí trong cáo trạng này còn viết sai trầm trọng khi nói, phù hợp với lời khai của Đinh Vũ Thường, người gọi điện thoại cuối cùng cho bị can. Thường và Hải chưa bao giờ biết nhau trước đó thì làm sao Thường gọi cho bị can. Trong một bản viết tay của Đinh Vũ Thường cho luật sư Trần Hồng Phong, người này viết nguyên văn: tôi không khẳng định nhận dạng được người thanh niên mà tôi thấy tối hôm 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu cục Cầu Voi. Đinh Vũ Thường cũng xác nhận không hề được mời tham dự tòa trong tư cách là nhân chứng. Bản viết tay này được viết vào ngày 7 tháng 1 năm 2011 trước sự hiện diện của luật sư Lê Hồng Phong. Theo các hồ sơ của vụ án, Hồ Duy Hải mặc áo thun sọc xanh để tóc hai mái và lúc đó Hải chỉ mới là thanh niên 23 tuổi. Cũng theo các hồ sơ của vụ án, không hề có bất kỳ lời khai nào của hai nhân chứng Đinh Văn Còi về Lê Thanh Trí được đưa vào. Dù những lời khai ấy đã được đánh số bút lục, tức là đã trở thành hồ sơ trong vụ án điều tra. Lời khai của Đinh Vũ Thường bị mông má lại để buộc tội Hồ Duy Hải và được sử dụng là lời khai nhân chứng duy nhất tại mọi phiên tòa dù không được mời có mặt. Lời khai của hai nhân chứng Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí không trùng với nạn nhân dạng của Hồ Duy Hải thì được lấy lập tức ra sau ngày án mạng xảy ra
bị âm thầm rút ra khỏi hồ sơ để che giấu cho ai đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các chánh án ở phiên tòa giám đốc thẩm biết rằng đã có những lời khai với nội dung khác hoàn toàn với cáo trạng nhưng không được đưa vào kết luận điều tra? Vụ án năm xưa đang dần sáng tỏ khi ngày càng có nhiều tình tiết và hình ảnh chưa từng xuất hiện nay được những người giấu mặt gửi đến cho công chúng. Quay trở lại với nhận định ban đầu về video clip, chúng ta không biết được rằng liệu đó có phải là video clip từ cây xăng cổ voi xác định về thời điểm ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Qua đó chúng ta thấy Hồ Duy Hải không phải là người có mặt ở thời điểm mà cơ quan điều tra khẳng định. Nhưng nhiều người cho rằng sẽ tuyệt vời hơn nếu ở trong bưu điện là nơi thường có camera an ninh ghi lại được những hình ảnh liên quan quý giá về những người có mặt tại hôm đó hoặc những người đã gây ra vụ án thì sẽ là một điều tuyệt vời. Nhưng như lời luật sư Phạm Công Út, có lẽ cho tới tận thời điểm hiện tại, họ chưa tung ra video clip liên quan tới vụ bưu điện cầu voi. Vì nếu cứu được Hồ Duy Hải thì rất nhiều người khác sẽ phải cám mạng vào, trong đó có từ trưởng phó cơ quan và những người phụ trách chuyên án Hồ Duy Hải, trong đó điều tra viên Lê Thành Trung, đại tá Phạm Thanh Tâm và nhiều người khác nữa sẽ phải trả giá. Từ Lê Quang Hùng cho tới Đinh Văn Sang và nhiều người đã kết án Hồ Duy Hải sẽ phải rớt đài. Câu hỏi đặt ra là bao giờ chúng ta có thêm đầy đủ những thông tin về Nguyễn Văn Nghị hay Nguyễn Mì Sòn và những bí ẩn còn che giấu là điều gì sẽ được chúng tôi giải mã trong các chương trình thời sự tiếp theo của VOTV. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong các